Rồi em chào bà con nhân nay ngày 24 tháng 4 2024 ha. Nay em lên số máy ghẻ bèo cho bà con coi có dòng cao dòng thấp ha. À, bên em. Rồi cây đầu tiên là 750 nè. Cây Oppo Neo 7 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 350. Cây này xài được hai sim luôn của bồ luôn ha. Đó, máy móc ok, đẹp zin luôn, máy móc zin toàn bộ luôn, zin hết cây luôn. Đó. Máy móc đẹp luôn ha. Rồi có 350 rồi, mã số là 530 nha. 5 750. 750 nha, hai sim luôn. Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha. Rồi cái 751 nè, cái Oppo Neo 7 màu đen nha, cái nải màu trắng này, màu đen học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 350 luôn, mã số là 751 nha. Cây này xài được hai sim, máy móc full chức năng rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc rin luôn ha. Đã luôn. Rồi cây này em bán có 350 rồi, mã số là 751 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. À, bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán nha. 751 nha, 350 ha. Rồi 752 nè, cây này cây Oppo Neo 7 ha, màu trắng nha. Nó cũng đẹp ken luôn, hai sim luôn, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 do bị nứt tí nị. À, do bị nứt tí nị ở góc này nè, đó, có tí nị thôi nha. Máy móc còn đẹp ken luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc đẹp ken luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn một nùi luôn. À, chỉ cần bỏ sim nghe gọi thôi, wifi này ghê đầy đủ, ghi nguyên cây luôn, full chức năng ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi, 300k xài được hai sim luôn, mã số là 752 nha, 752 ha. Rồi cái 753 nè, Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 350 xài được hai sim luôn nha. Nó nhỏ gọn bỏ túi nghe gọi đã lắm ha. Nó là của thằng Sam luôn, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. À, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng hết rồi nè. À, chỉ cần bỏ sim vô, hai sim nghe gọi ok luôn ha. Rồi 350 thôi, mã số là 753 nha. Rồi cái 754 nè, 454 là cây Vivo V3 nha, Vivo V3 RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 500, RAM 3 mà em bán có 500 mà có găng tay một chạm luôn, xài được hai sim luôn, một thẻ nhớ nha. Cây này thì hai sim nằm đây, một thẻ nhớ nằm trên đầu ha. Đó, cây này 500 nha, mã số là 754 nha. Máy móc rin nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết luôn. Không lỗi gì hết, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, màn hình cũng đẹp ken người ban luôn, không nứt không chày luôn. Đó, em bán có 500k thôi, mã số là 754 nha, 754 ha. Rồi cái 755 nè, một thời nha, J700 nha, màn hình bự, màn hình rin nó đẹp lắm. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán 600k thôi. Hồi trước em bán cây này 700, 800, 900 luôn. Có một thời bán 900 luôn. Mã số là 755 nha, xài được hai sim nha, của thằng Sam luôn. Cây này rin nguyên cây full chức năng, rin luôn ha. Màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn, tải sẵn một nùi ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình nó bự luôn nha. Rồi tải sẵn một nùi ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Rồi 600k nha, mã số là 755 nha. Rồi cái 756 nè, cây này Galaxy Z6 Plus nha. Cây này bị đốm nhẹ, không ảnh hưởng gì hết. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 600 rồi nha. Đó, Z6 Plus luôn, camera kép nè, vỏ nó hơi chày ha, màn hình thì đẹp. Bán 600, mã số là 756 nha, xài được hai sim luôn, găng găng tay trên nút nguồn ha. Cây này thì màn hình rin nhưng đi ép kính, ép kính cái nó bị đốm ha, nhưng mà đốm này vài bữa nó hết nha, tại vì em quay luôn á chứ để vài bữa là tự động nó hết nha. Đốm này do ông thợ ổng cà trúng nhẹ cái bị mực ha, nhưng mà vài bữa nó hết ha. Cây này được cái màn hình rin men rin hết. Đốm đó vài bữa nữa em chà chà, đúng rồi bữa đốm ngay dài em chà chà nè, chút nữa nó hết, nó bớt bớt từ 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 nó lan hết toàn bộ là mất hết luôn ha. Rồi cây này 600 nha, mã số là 756 nha, 600k thôi. Rồi cây 757 nè, 757 là Galaxy Note 4 nha, cây này Note 4 luôn á. Nó vừa sườn này, sườn nhôm nguyên khối nha, có cái viết màn hình Super AMOLED, màn hình hai cảm ứng. Cây này thì đo nhịp tim được nè. Nó cây này có hồng ngoại luôn nha, hồng ngoại luôn. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 600 chưa đủ tiền màn hình, 600k mã số là 757 nha. Màn hình rin luôn, men rin mini rin hết toàn bộ luôn. Đó, màn hình Super AMOLED đẹp ken span luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, nút hôm nút găng tay cho nút hôm luôn. Đó, cây viết có luôn nha. Rồi cây này em bán 600 mã số là 757 nha. Rồi cây 758 nè, cây này cây Redmi Note 5 nha, Redmi Note 5 camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha.
RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 600 thôi, 600 ha. Đó, nó mã số là 758 nha. 600k ha. Đó, màn hình nó lót chiến tỷ màu đen đen ha, không ảnh hưởng gì hết, được cái màn hình zin. Đó, màn zin máy móc ok, chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn, còn ứng dụng thì rất là mạnh luôn. Nó mượt lắm nha. Nó mượt không thấy đường luôn. Rồi em bán có 600k mua về chơi game luôn ha. Mã số là 758 nha. Rồi cái 759 nè. Cây này cây Galaxy A6 nha, A6 luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán có 700 rồi nha, 700k, mã số là 759 nha, 759 ha. Cây này có găng tay nằm đây nè, găng tay một chạm luôn. Đó, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp kinh ha. Đó, full chức năng, không lỗi gì hết. Em tải sẵn ứng dụng cho con, rồi pin tốt luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này xài được 2 sim nha. Rồi 700k, mã số là 759 nha. 760 nè. Cây Redmi Note 5A, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 sim 4G luôn. Đó, Redmi Note 5A. Cây này em bán 700 ha. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn, rất là mạnh mẽ. Đó, chơi được tất cả ứng dụng luôn ha. 760 ha, tải được hết ha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp. Đó, màn hình Cancerbank luôn, đẹp kênh luôn ha. Đó, thấy không? Rồi, cây này bán cũng bèo luôn ha, chơi được game luôn nha. Rồi, 700k, mã số là 760 nha. Rồi, 761 nè. Cây này cây Redmi Note 6 Pro nha. Redmi Note 6 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, cây này em bán 700 thôi, mã số là 761 nha. Đó, 700k ha. Đó, màn hình gọi là màn hình tai thỏ luôn, máy móc ok luôn ha. Màn hình tai thỏ luôn, máy móc ok luôn. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn nha. Rồi, cây này 700k, mã số là 761 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Ở bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán nha. Rồi cây 762 nè. Cây này cây Redmi Note 5. À, Redmi Note 5 camera kép, găng tay một chạm, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Có hồng ngoại nha. Có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. Em bán giá 700 nha. Mã số là 762 nha. Cây này cũng chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn. À, máy móc ok luôn. Màn hình đẹp luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Sợ bà con không biết tải thì kia về lóng ta lóng túng ha, bỏ sim nghe gọi thôi, em tải sẵn ứng dụng rồi. Cứ gần gắn sim vô nghe gọi thôi cũng lời nữa. Rồi em bán rẻ bèo có 700k mà RAM 3 luôn, cũng mi luôn ha. Máy móc ok luôn, 700k, mã số là 762 nha, xài được 2 sim 4G luôn. Rồi cây 763 nè, cây Redmi S2. Cây Redmi S2 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 750 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. 750 nha, mã số là 763 nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, chơi game rồi cực kỳ luôn. Máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi, cây này full chức năng ha. 750, mã số là 763 nha. Rồi cây 764 nè. Cây Redmi 5 Plus nha. Đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Đặc biệt RAM 4 luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 764 nha. Chơi được tất cả các loại game ứng dụng này kia, tải được hết. Full chức năng, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Mà máy móc ok luôn. Cây này zin nguyên cây full chức năng ha. Rồi cây này 800 ha, mã số là 764 nha. Xài được 2 sim 4G luôn ha. Rồi cây 765 nè. Đó, cây này cây Redmi 8 nha. Redmi 8, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 800 thôi, găng tay một chạm, camera kép nè, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này không biết làm sao mà khách dán cái đề can này không biết kệ nữa. Cây này Redmi 8 nha. Đó, mã số là 765 nha. Găng tay nằm đây ha. Máy này nặng kịch rồi, sẵn đuôi tai si nè. Đó, máy móc ok luôn.
màn hình nó gọi là giọt nước ha, tải sẵn một ứng dụng luôn cho bà con rồi nè, nó ứng dụng rồi những ứng dụng cần thiết ha, có liên quân cho bà con luôn, máy móc ok luôn ha, máy được cực kỳ mượt luôn, chơi tất cả các loại game liên quân wifi bê up luôn, và ứng dụng thì mạnh cực kỳ luôn ha. Rồi mã số là 765 nha, có 800k thôi nha. 766 nè, Galaxy Z6 Plus nha. Rồi ở sau cũng bằng kính, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Android 10 chấm luôn, camera kép nè. Đó, xài được hai SIM 4G luôn. Mã số là 766 nha. Em bán có 800 Z6 Plus này luôn. Có 800 rồi nha, mã số là 766 nha. Xài găng tay trên nút ngút nguồn rồi nha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng luôn rồi nè. Đó, em nhập wifi em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi, máy cực kỳ luôn. Rồi, em bán cái này có 800 thôi nha. Mã số là 766 nha, 766 nha. Em có cây màu tím nè, Galaxy Z800 màu tím ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 800 nè, mã số là 767 nha, 767. Cây này có găng tay một chạm, camera kép nè. Đó, xài được hai SIM 4G luôn, Z800 ha. Cây này cũng Sam luôn á. Mã số là 767 nha. Đó, chỉ cần đọc mã số cho em thôi nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, máy móc nè. Cực kỳ luôn ha, full chức năng, không lỗi gì hết nha. Rồi cây này em bán là 800, mã số là 767 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cộng 100 thì em sẽ bao ship nha, không là chuyển khoản ngân hàng ha. Bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán nha. 767 nha, ai mua thì cọc qua ha. 800k. Rồi mã số là 768 nè. Cây này quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Galaxy S7 nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Đó, em bán có 900 à. Đó, màn hình thì không còn triệu mấy rồi, em bán có 900 thôi. Cây này thì màn hình Super OLED, có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha. Găng tay trên nút home ha. Màn hình Super OLED luôn. Đó, màn hình ai nói màn hình low cho luôn, tại vì loại này không có màn hình low đâu. Đó, em tải sẵn ứng dụng nè, nó ứng dụng nè, tải sẵn hết cho bà con luôn ha. Cây này có sạc không dây nữa ha, có đo nhịp tim mà được cái RAM 4 của nhớ 32, màn hình Super OLED nữa. Cây này Android 8 chấm luôn, em bán có 900 rồi nha, 900k, mã số là 768 nha, ai bán rẻ hơn cho luôn. Rồi mã số là 769 nha, 769 nha, Galaxy A9 Pro, đó giờ mới thấy cây luôn á, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm, cây này A9 Pro luôn mà RAM 4 luôn, cuốn Sam luôn nha, mặt sau kính nha, bự tổ bự nái luôn, pin nó trâu như con bò, xài được 2 SIM 4G luôn. Mà em bán giá 1 triệu nha, mã số là 79769 nha. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình riêng hết toàn bộ luôn nha. Tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình riêng nó đẹp lắm, cuốn Sam mà nó đẹp lắm nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok, RAM 4 luôn nha, găng tay trên nút home luôn nha. Đó, màn hình đẹp kênh luôn ha. Rồi giá 1 triệu nha, mã số là 769 nha. Rồi em có cây tab nè, cây iPad nha, iPad mini 1 nha. Cây này bán giải trí luôn, 700k ha. Nó cây này không có xài SIM, xài Wi-Fi nha. Đó, em bỏ em sẽ tặng thủng cáp ha, mã số là 770A nha. 770A nha. Đó, mini nè, máy còn càng đẹp kênh xe ben luôn. Đó, máy còn đẹp kênh xe ben luôn. Vút qua ha. Đó, máy còn đẹp kênh luôn. Em có tải sẵn mới ứng dụng ha, ai nhập nhập cái tài khoản vô tải thêm ha. Nhập cái tài khoản vô tải thêm nha. Máy ok full chức năng nha. Máy còn đẹp kênh luôn ha. Mini 1 nha. Rồi em bán rẻ bèo á, chưa đủ tiền cái màn hình, 700k, mã số là 770A nha. Rồi cây đầu tiên là cây 735, cây này Oppo Neo 7 ha. Cây này cây này là học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán giá là 350, mã số là 735 nha, xài được 2 SIM màu đen ha. Đó, xài được 2 SIM luôn. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó. Máy móc riêng nguyên cây luôn nha, của thằng bồ luôn á. Rồi em bán có 350 rồi, mã số là 735 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, nếu cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Ở bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán ha. Rồi cây 736 nè, 736 là Oppo Neo 7 ha, học online tốt, Android nó 5 chấm ha. Cây này màu trắng nha, em bán 350 luôn, riêng nguyên cây full chức năng,
xài được hai sim luôn, của một bộ luôn nha. Mã số là 736 nha, máy móc cũng còn đẹp lắm, máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn nha. Full chức năng luôn, nó tải sẵn ứng dụng vô con rồi ha. Đó, ứng dụng rồi tải sẵn hết tương luôn. Rồi em bán 350 nha, mã số là 736 nha. Rồi 737 nè, cây Oppo Neo 7 luôn, cây này hơi ám nè, không nứt không bể không gì hết luôn, màn hình rin luôn, hơi ám nhẹ. Học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 300 nha. 300 nha, mã số là 737 nha. Cây này xài được hai sim, rin nguyên cây, full chức năng còn đẹp luôn. Màn hình hơi ám nhẹ ha. Đó, màn hình hơi ám như vậy nè. Rồi 300 ha, bỏ sim nghe gọi thôi cũng lời nữa. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó, tải sẵn một nồi luôn. Rồi máy móc ok luôn, 300k thôi cây này ha. Mã số là 737 nha. Rồi cây 740 nè, cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400k, rin nguyên cây, full chức năng, nhỏ gọn, dễ nghe túi, bỏ túi nghe dễ nghe ha. Cây này hai sim luôn nha, đoan là hai sim nè. Mã số là 740 nha, 400k. Đặc biệt là rin nguyên cây, full chức năng, rin luôn, màn hình rin men rin hết. Nó pin cũng tốt nữa, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi, 400k, mã số là 740 nha. Rồi 741 nè, cây này cây Huawei i6 Prime nha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này đặc biệt có găng tay một chạm nữa ha. Đó, cây này 450, mã số là 741 nha, máy cũng bự ha. Đó, cũng rin nguyên cây, full chức năng luôn. Rin âm tải sẵn ứng dụng cho bà con. Đó. Có CE Play đầy đủ ha. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Pin tốt lắm, xài được hai sim luôn á. Rồi cây này em bán giá là 450, mã số là 741 nha. Rồi cây 742 nữa, cây này cây Oppo A71. Đó, cây này ám nha, mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500 ha, 500k tại RAM 3 nè, đúng ra em bán 700 bán có 500 ha. Đó, xài được hai sim luôn. Đó, mã số là 742 ha, có 500k thôi, RAM 3 luôn. Hơi ám nhẹ, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn. Đó, màn hình còn đẹp ken luôn ha, đó đẹp luôn, rõ ràng luôn. Đó, do hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, màn hình rin đó mượt mà lắm. Rồi cây này em bán 500k ha, mã số là 742 ha, xài được hai sim luôn. Rồi 743 nè, em còn cây Note 4 ha, Galaxy Note 4, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm, viền này phần khung nhôm nha, nhôm nguyên khối, màn hình Super AMOLED, có đo nhịp tim, có cây viết ha. Cây này Android 6 chấm, RAM 3 luôn, em bán 600 thôi, sổ cho bà con luôn. Mã số là 743 nha. À, màn hình Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok luôn nha. Đây màn hình em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Pin tốt lắm nha, pin để nãy giờ bình thường luôn ha. Em test cũng ok lắm ha. Rồi màn hình Super AMOLED rin nguyên cây luôn, cây Note 4 nha, 600k thôi, mã số là 743. Rồi đầu tiên là cây 705 nè, cây Oppo Neo 7 nha, cây này màu trắng đẹp ha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 thôi. Đó, xài được hai sim luôn, của một bộ luôn á. Cây này thì rin nguyên cây, full chức năng luôn, còn đẹp ken luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, bỏ hai sim nghe gọi luôn, đã luôn. Rồi có 350 thôi nha, mã số là 705 nha. Rồi cây 706 nè, cây Oppo Neo 7 luôn, cây này màu đen nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được hai sim, bán có 350 rồi nha, mã số là 706 nha. Máy này thì rin nguyên cây, full chức năng luôn, đó màu đen đẹp ha. Rồi ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cộng 100 thì bao ship nha. Cọc qua thì em bán em ship ha. Rồi cây 706 nha, 350 ha. Rồi cây 708 nè, cây Nova nha, cây này bị nứt uổng quá trời luôn, bị nứt cảm ứng xài bình thường, pin tốt, máy móc ok, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 300 nha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, Nova luôn ha. 708 nha, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha, một nồi game luôn em, game mà em tải sẵn hết luôn ha. Rồi cây này hai sim chọt ngoài ha, hai sim một thế nhớ, máy bị nứt cảm ứng sao bình thường ha. 300k, mã số là 708 nha. Rồi cây 709 nè, cây Movitas C2
vỏ nó hơi xấu, có găng tay một chạm luôn. Đó, vỏ nó hơi xấu qua 5 tháng ha. Em bán rẻ luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 300 nha, mã số là 709 nha. Đó, bán 300 luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn một nồi ứng dụng cho con luôn nè. Bỏ sim ngay, gọi hai sim luôn nha. Rồi có 300k rồi nha. Mã số là 709 nha, Android 7 chấm luôn. Rồi cái 712 nè, cây này cây Redmi 5A nha, cây này tiếng Anh ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm. Cây này em bỏ cục pin xịn vô nó hơi cao ha, nó đôn lên miếng ha. Đó, Android 7 chấm, cây này 400 nha, xài được hai sim luôn. Hai sim luôn của Redmi 5A luôn nha. Đó, cây này 400k, mã số là 712 nha. Đó, màn hình thì đẹp, cây span pin thì tốt, máy móc ok ha. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, rất là mạnh mẽ, mạnh lắm nha. Đó. Rồi cái này em bán 400 nha, mã số là 712 nha. Rồi cái 715 nè, cây Vivo 1606 nha. Cây này có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này 450 nha, mã số là 715 nha. Nó hai sim ha. Nó là Android 6 chấm luôn, hai sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Pin thì tốt, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đã luôn ha, vỏ còn ok luôn ha. Rồi cây 450 nha, mã số là 715 nha. Rồi cây 716 nè, cây Galaxy Z320 nha, của thằng Sam luôn. RAM em quên mày RAM mấy rồi. Cây này học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 716. Đặc biệt nó là hai sim, nó hai sim 4G luôn nha. Đó, máy này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp nha. Cây này Z320 nha. Đó, 450 thôi, mã số là 716 nha. Rồi cây 718 nè, cây Nova nha. Nova là RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn, chọt sim bên ngoài, hai sim một thẻ nhớ nha. Đó, máy móc ok, riêng nguyên cây pin thì tốt ha, Android 9 chấm luôn. Em bán có 450, mỗi số là 718, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc riêng hết toàn bộ luôn, màn hình riêng riêng hết luôn. Em test kỹ cho bà con nè. Rồi máy móc ok luôn ha, của Nô ha, Nô 3 nha. 450, mỗi số là 718 nha. Rồi 720 nè, cái Vivo i55 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nhớ 6 chấm luôn. Em bán có 450 rồi, mã số là 720 nha, xài được hai sim luôn, một thẻ nhớ trên đầu luôn ha. Máy móc ok luôn. Tải sẵn ứng dụng cho bà con, một nồi ứng dụng luôn ha, màn hình đẹp, pin thì tốt, xài được hai sim luôn nha. Rồi 450 nha, mã số là 720 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi ai chuyển khoản được thì nói em gửi số tài khoản qua chuyển ha. Bên em bán có cọc nha, cọc mới bán, không cọc không bán nha. 720 nha, 450 ha. Rồi cái 727 nè, cây này kêu no 3.1 nha. No 3.1, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 700 rồi nha, mã số là 727 nha. 727 nha, cây này no 3 Android nó là 10 chấm luôn, rất là mạnh mẽ. RAM 3, bộ nhớ 32, nhỏ gọn, bỏ túi ngay gọi, rất là mạnh mẽ luôn ha. Tại vì no này RAM 3 là mạnh lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok, bỏ túi nghe gọi đã lắm, hai sim luôn. Bỏ túi gọn hơn, 700k, mã số là 727 nha. Có cây xịn sò nè, nhìn là ghiền lưng ha. Mã số là 732 nha. Galaxy A32, RAM 6 cộng 6 là RAM 12, bộ nhớ 128, Android nó 13 chấm. Cây này em bán 2.3 nha. Đó, 1 2 3 4, 4 camera nha, 4 camera. Cây này sạc một đuôi TC ha. Nó xài được hai sim 5G. Máy móc ok, màn hình đẹp, tải sẵn con cá lội luôn, bơi lội luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình riêng luôn, màn hình riêng luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Cam đẹp lắm. Đó, cam trong vắt ha, đẹp lắm ha. Rồi cây này 732 ha, 2.3 nha. Rồi cây đầu tiên là 680 nè, cây này cây Galaxy Oppo Neo 7 ha, cây này học online tốt, Android nó là 5 chấm, em bán 350 thôi, xài sim hai sim luôn nha.
nó có hồng bầu luôn á. Cây này riêng nguyên cây full chức năng màu đen ha, máy móc ok luôn ha. À, màu trắng màu đen em có đủ, có gì mua thì nói em ha, 350 thôi, 680 nha. Máy móc ok full chức năng luôn. À, bỏ được hai sim nghe gọi tốt luôn, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 350 rồi nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 bao ship luôn. À, cọc em bán ha. Rồi cây 681 nè, cây Galaxy Z2 Prime nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này xài được hai sim 4G luôn, em bán 350 thôi, 350 nha, mã số là 681 ha. Cây này thì cũng xài hai sim 4G luôn. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Bỏ sim nghe gọi luôn, đã luôn ha. Hai sim luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc rin nguyên cây luôn, cuốn sam luôn ha. 350 nha, mã số là 681 nha. Rồi cái 682 nè, cây Lenovo A nha, Lenovo A, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 350 à, mã số là 682 nha. Cây này cũng rin nguyên cây mà full chức năng luôn, xài được hai sim luôn, màn hình đẹp luôn, rin hết luôn. À, máy móc ok, full chức năng luôn ha. À, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. 682 nha, 350 ha. Rồi cây 683 nè, cây này cây Asus Z00ED nha. Đó, cây này thì cũng rin nguyên cây full chức năng luôn, Android nó 6 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này em sổ luôn, bán 400 nha, mã số là 683 nha, xài được hai sim ha. Nút nguồn nằm trên đầu ha. Đó, màn hình rin nó đẹp, Geekbench pin thì tốt, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng game bổng ok cho bà con luôn rồi ha. Đó, chỉ cần bỏ sim nghe gọi hai sim 400k, mã số là 683 nha. Máy móc cũng ok lắm ha. Rồi cái 684 nè, cây này Galaxy Z500 nha. Đó, của thằng Sam luôn. Cây học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 450 nha, mã số là 684 nha. Cây này cũng xài được hai sim rin nguyên cây luôn, màn hình không đủ tiền ha. Đó, màn hình không đủ tiền. Máy móc ok lúc đó cực kỳ luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Pin tốt lắm nha. Máy móc ok luôn. Đó, đã lắm nha. Bỏ túi nghe gọi đã lắm nha. Rồi cây này 450 ha, mã số là 684 nha. Nó xài được hai sim luôn ha. Rồi cái 685 nè, cây Vivo 1606 có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450, Android 6 chấm ha, 450 nha. Mã số là 685, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, máy móc rin luôn, bỏ sim nghe gọi không đã luôn, hai sim luôn ha, có 400k thôi, 450 thôi. À, 685 ha, 685 450 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship ha. Rồi cọc qua thì em ship ha. Rồi 686 nè, cây no 2.1 nha. Cây no 2.1 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. À, cây này em bán 450, xài được hai sim luôn nha. À, máy thì cũng cứng khừ luôn, cứng khừ rồi. Máy nó chắc nịch ha. À, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng nè, ứng dụng này là em tải máy móc ok hết, test ok hết toàn bộ, tải ứng dụng sẵn cho bà con chơi ha. Đó, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, rin nguyên cây luôn, 450 nha, mã số là 686 nha. Rồi 687 nè, cây này cây VMAX VSTAT 3 nha. Cây này hơi ám, rin nguyên cây luôn, full chức năng luôn, không nứt không bể không gì hết luôn. Đó, camera kép nè, găng tay một chạm nè. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này sạc đuôi tai si luôn á. Đó, máy móc ok, xài được hai sim luôn. Cây này em bán có 450 nha, 450 nha. Mã số là 687 nha. Đây 450 thôi. Máy móc ok luôn đó. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, rin nguyên cây luôn, camera này gọi là giọt nước luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm, sạc đuôi taxi luôn, sạc nhanh luôn ha. Rồi 450 nha, mã số là 687 nha. Rồi 701 nè, cây này cây VMAX ACTI 3 nha. Cây này RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm nha. Cây này 3 camera luôn, găng tay một chạm, pin thì trâu lắm, nặng kịch, sạc đuôi taxi, xài được hai sim 4G, camera trước thục lò ha. Cây này em bán giá 1.8 triệu nha. Đó, màn hình thì đẹp, rin hết toàn bộ luôn,
máy móc ok luôn đó, thấy chưa, em tải sẵn con cá luôn, ứng dụng sẵn hết cho bà con luôn ha. RAM 6 bộ nhớ 64 nha, chứ ngoài thường đâu, chơi được tất cả các loại game rất là mạnh mẽ đó, có camera trước thụt lò luôn. Rồi giá 1.800.000 nha, mã số là 701 nha. Rồi 703 nè, Galaxy S9 Plus đó, cây này camera kép, găng tay một chạm, có đo nhịp tim, có sạc không dây, có đuôi tai si, màn hình Super AMOLED, RAM 6 nha, bộ nhớ 256, Android nó là 10 chấm. Cây này em bán 2.300.000 nha, nó của thằng Sam luôn á, mã số là 703 nha. Máy móc ok luôn ha, đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn đó. Đớm nhẹ tí đi ở đây tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, tại camera của em nó quay không nổi cái màn hình này, phải tăng ánh sáng hết nó mới quay nổi. Độ phân giải của nó cao quá. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, phiên bản 6, RAM 6 bộ nhớ 256. Đó, cây này bán 2.300.000 nha. Được đuôi taxi luôn ha. Rồi cây này 2.300.000 luôn, hồi đó chỉ cầm 15 triệu đi mua nó. Mã số là 703 nha, 2.300.000 ha. Rồi cây đầu tiên là 650 nè, cây này cây Oppo Neo 7 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim của bộ luôn ha. Đó, 350 thôi, xài được 2 sim luôn. Mã số là 650 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, nghe gọi đã lắm. Em tải game sẵn luôn, ứng dụng là sẵn hết cho con luôn, chỉ cần nhập bỏ sim vô nghe gọi thôi, ok luôn, lụm ha, wifi đầy đủ ha. Đó, 650 nha, có 350 rồi nha, xài được 2 sim luôn. Đó, cũng lời nữa, xài sim không cũng lời nữa ha. Rồi 651 nè, cái Oppo Neo 7 học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350 à, màu đen ha. Cây này xài được 2 sim luôn, riêng nguyên cây à, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi. Đây tải sẵn nó ứng dụng hết là toàn bộ luôn ha. À, máy cũng còn ok, riêng nguyên cây luôn, xài được 2 sim luôn, 350 nha. Mã số là 651 nha, màu đen ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel á, sau đó cào ra xong đọc mã cho em, đọc địa chỉ, đọc tên em ship ha. Ship cộng 100 thì em còn 250 thu hộ bao ship ha. Rồi cái này 651 nha, 350.